Hello xin chào các bạn, chào mừng các bạn trong bản tin cập nhật thị trường ngày mùng 1 tháng 12 Như vậy là chúng ta đã khép lại tháng giao dịch thứ 11 với cái xu hướng chính đó là đồng đô la Mỹ có cái sự suy yếu Điều này chúng ta có thể nhận thấy rất là rõ trên biểu đồ H4 ở đây đúng không ạ Kể từ đầu tháng 11 thì chỉ số DXY đã tạo đỉnh tại cái vùng 107 và cho đến thời điểm hiện tại thì giảm xuống chỉ còn có 103 Đây là cái tháng giảm rất là tồi tệ trong rất là nhiều năm của chỉ số DXY Và chúng ta nhận thấy rằng biểu đồ Daily của nó cũng có cái sự đảo chiều khá là đáng chú ý sau khi mà tăng một mạch từ đâu đó Khoảng chừng uh, tháng uh, Tháng 6 đúng không ạ Khoảng chừng tháng 6 Mà cho đến thời điểm uh, Khoảng chừng là tháng 11 Và cho đến uh, cái đầu tháng này á, thì tức là kết thúc cái tháng 11 á thì đã có cái sự đảo chiều đi xuống. Ở à, xu hướng trên H4 hiện tại thì vẫn là một cái xu hướng giá giảm và giá thì đang giao dịch tại kháng cự EMA à, đường trung bình di động 50. À, theo như đánh giá cá nhân của mình thì à, xu hướng chính trong cái tháng 12, tháng giao dịch cuối cùng của năm 2023 có thể đồng đô đồ la Mỹ vẫn sẽ còn tiếp tục có cái sự suy yếu. Tuy nhiên thì ở à, trong ngắn hạn có thể có thêm những cái pullback ngắn hạn. À, nguyên nhân là cái phiên trading ngày hôm qua chúng ta có hai cái sự kiện rất là quan trọng. Đầu tiên đó chính là cái uh, phát biểu của uh, chủ tịch Fed Daly. Chúng ta biết rằng là đây là chủ tịch của bang uh, của chi nhánh San Francisco đúng không ạ? Theo như bình luận của bà này á, thì đó là bà ta không hề nghĩ tới cái việc cắt giảm lãi suất tại cái thời điểm hiện tại. Đây là một cái phát biểu mang cái tính chất hoàn toàn là diều hầu và củng cố cho cái À, xu hướng phục hồi của đồng đô la Mỹ trong cái phiên trading ngày hôm qua. Nhưng đó cũng là chúng ta biết rằng là Fed hiện tại các thành viên FOMC hiện tại thì vẫn luôn có những người ủng hộ quan điểm uh, cứng rắn, cũng luôn có những người ủng hộ quan điểm uh, mềm mỏng. Thành ra là những cái nhân vật như là Dali ngày hôm qua chúng ta không không thật sự là quá là bất ngờ. Tất nhiên trong ngắn hạn thì nó vẫn gây ra những cái biến động trên cái chỉ số đồng đô la Mỹ theo cái hướng phục hồi. Nhưng tuy nhiên cái quyết định mà quan trọng hơn, cái sự kiện quan trọng hơn trong cái phiên trading ngày hôm qua có thể sẽ ủng hộ cho cái kịch bản dầu à, cái kịch bản đồng đô la mỹ đi lên đó chính là liên quan đến cái quyết định của opec cộng cái khối uh, opec cộng uh, đó chính là một loạt các cái quốc gia họ uh, đã ủng hộ cho cái kịch bản đó là cắt giảm sản lượng trong cái phiên trading ngày hôm qua thì ở đây mọi người có thể nhận thấy rằng nó là gì ạ uh, tại sao cái việc cắt uh, opec cắt giảm sản lượng nó lại có thể ủng hộ cho cái kịch bản đồng đô la mỹ đi lên Thế vì chúng ta biết rằng là uh, cái thời điểm hiện tại á thì nếu như mà dầu mà cái khối OPEC cộng họ -ho cắt giảm sản lượng thì sẽ có thể sẽ làm ủng hộ cho cái kịch bản giá dầu tăng trong dài hạn đúng không ạ tăng trong dài hạn và dầu tăng thì sẽ rất là khó gây khó khăn hơn trong cái công cuộc kiểm soát lạm phát có nghĩa rằng là dầu tăng có thể sẽ đẩy lạm phát tăng trở lại và điều đó sẽ làm cứng rắn hơn cái chính sách tiền tệ làm cái cơ sở cho một cục dự trữ liên bang có cái chính sách tiền tệ cứng cứng rắn hơn đúng không ạ thành ra mà nói thì cái quyết định opec cộng theo như mình đánh giá ngày hôm qua cái quyết định cắt giảm sản lượng của opec cộng ngày hôm qua có cái tác động mang cái tính vị mô hay là cái tính dài chung và dài hạn nhiều hơn là cái phát biểu của Fed ngày hôm qua Tất nhiên cả hai cái sự kiện ngày hôm qua thì đều ủng hộ cho cái kịch bản đó là một cục một cái đồng đô la Mỹ có thể sẽ có cái phục hồi Thì chi tiết theo cái OPEC cộng ngày hôm qua mọi người có thể nhận thấy rằng là có rất nhiều các cái quốc gia tham gia vào cái việc cắt giảm uh, lần này đúng không ạ Thí dụ như chúng ta thấy rằng ở đây nó là gì ạ uh, Iraq thì đã ủng hộ cho cái kịch bản sẽ giảm sản lượng khoảng 211.000 thùng dầu mỗi một ngày đúng không ạ? Uh, chỉ có một cái uh, hay là Ueda đúng không ạ? thì tiểu các cái tiểu vương quốc Ả Rập cũng uh, cắt giảm sản lượng đâu đó 160.000 thùng một ngày ở trong cái quý 1 2024 đúng không ạ? Oman thì sẽ cắt giảm 42.000 thùng dầu trong cái quý 1. Uh, và chúng ta cũng nhận thấy rằng nó lại uh, bộ trưởng năng lượng của Nga thì cũng ủng hộ cho cái kịch bản cắt giảm sản lượng sâu nữa. Và theo như cái thông tin tiết lộ từ cái trang Zero Hedge ở đây á thì Nga có thể sẽ cắt giảm lên đến 500.000 thùng dầu một ngày. Một cái một cái con số cũng khá là đáng kể đúng không ạ? Ở bên cạnh đó chúng ta biết rằng có những cái quốc gia khác thí dụ như là Saudi á thì sẽ cắt giảm lên đến 1 triệu thùng dầu một ngày trong cái quý 1 năm 2024. Chỉ có một cái trường hợp duy nhất đó chính là Angola thì đã từ chối cái việc cắt giảm sản lượng này. Uh, theo đó thì cái hạn ngạch mà khối OPEC đặt cho uh, Angola là khoảng 1,1 triệu thùng dầu một ngày. Thế nhưng thực tế thì họ đang sản xuất lên đến 1,18, từ con số tranh lệch cũng rất là nhỏ thôi. Có khoảng đầu có khoảng là 8.000 thùng một ngày thôi, một con số không đáng kể. Và chúng ta biết là Angola cũng không phải là một cái thành viên có cái sản lượng lớn trong cái khối OPEC. Cho nên chúng ta có thể nói rằng là về phần lớn á, thì uh, ngày cái cuộc họp của opec ngày hôm qua phần lớn là hướng tới cái việc cắt giảm sản lượng nhiều hơn nữa Nhưng tuy nhiên có một điểm mà chúng ta nhận thấy rằng đó là gì ạ rất là bất ngờ đó là uh, mặc dù rằng là khối opec cộng thì cắt giảm sản lượng mạnh như vậy thế nhưng cái thị trường dầu ngày hôm qua tại cái thời điểm tin tức được công bố á, lại đảo chiều một cách ngoại mục theo chiều hướng đi xuống thì theo như đánh giá cá nhân của mình đây là cái hiện tượng mà chúng cũng đã từng đề cập đến khá là nhiều lần trước đây đó chính là cái hành động gọi là chốt lời khi mà Uh, cái hành động chốt lời khi mà tin tức được công bố khi mà tin tức được công bố tại vì trước đó trước cái cuộc họp opec cộng ngày hôm qua chúng ta biết rằng dầu đã có những cái phiền liên tiếp đi lên đúng không ạ liên tức đi lên tức là mua tin đồn người ta đã dựa trên cái tin đồn về việc opec cộng cắt giảm sản lượng và họ đã mua lên liên tục và khi tin tức được công bố á, thì họ có thể sẽ chốt lời đi xuống theo một cái mô hình rất điển hình đó là formation và uh, giảm giá đi xuống nhưng tuy nhiên chúng ta cần zoom biểu đồ lớn ra để nhìn rộng hơn một chút đó là trên cái time frame uh, trên cái uh, time frame H4 chúng ta có thể sẽ nhận thấy rằng là gì ạ Thực ra biểu đồ của dầu hiện tại vẫn đang khá là bullish vẫn đang khá là bullish với một cái mẫu hình head and shoulder formation đã hình thành đúng không ạ chúng ta nhận thấy một cái head and shoulder formation đây là phần vai trái đây là phần head phần đầu đúng không ạ đây là phần phải phải giá đã break out đúng không ạ giá đã break out và cái sự kiện OPEC cộng break cut ngày hôm qua cái opec cộng cắt giảm sản lượng ngèm quá đã làm cho giá dầu retest trở lại retest trở lại cái đường viên cổ trước khi mà có thể sẽ đi điền cao nữa thì đây chính là cái quan điểm hay là cái view đánh giá của mình mình nhìn nhận cái này dựa trên cái hành động của opec cộng cũng như là Chúng ta biết rằng là cái dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ vừa mới được công bố với cái GDP hiệu chỉnh từ năm hiệu chỉnh lần hai nha, từ 5 đến 5,2% là một cái con số cũng rất là đáng kể, đều có support cho cái thị trường dầu có thể sẽ còn đi lên cao hơn nữa. Cho nên nhìn về nhìn tổng thể như dài hạn đó, thì rất có thể cái vùng 74 đô la một thùng của thị trường dầu ấy có thể sẽ là vùng bottoming trong cái uh, chung và dài hạn để hướng tới một cái mức giá dầu cao hơn nữa. Điều này thì giá dầu cao hơn đồng nghĩa với cái việc đó chính là Thì ạ lạm phát có thể sẽ khó kiểm soát hơn và cũng đồng nghĩa với việc đó là chính sách tiền tệ của Fed có thể sẽ không có thật sự quá mềm mỏng hay là suôn sẻ như là những cái tuần vừa rồi đúng không ạ như là hai cái tuần vừa rồi tính hết cả hôm nay chúng ta coi là hai tuần vừa rồi khi mà đồng đô la Mỹ liên tục có sự điều chỉnh đi xuống như thế này đó ạ Đấy, tổng thể thì xu hướng của đồng đô la Mỹ vẫn là đi xuống nhưng trong ngắn hạn có thể sẽ có cái nhịp phục hồi lên cao hơn nữa có thể sẽ retest trở lại trước mắt retest trở lại cái vùng 104.1 phía bên trên này nếu như break out được luôn cả vùng này á thì có thể chúng ta cần phải có cái đánh giá lại cái xu hướng của đồng đô la Mỹ nhưng chừng nào mà còn chưa phá vỡ được cái ở vùng một vùng kháng cự 104 này á thì chừng đó cái xu hướng chính của đồng đô la Mỹ vẫn là mình vẫn đánh giá là theo cái chiều hướng sẽ còn tiếp tục đi xuống đấy nha Do vậy thì ngắn hạn chúng ta có thể sẽ tìm kiếm các cơ cơ hội đó là um, uh, bán xuống ngắn hạn trong các cái đồng tiền cơ bảy nếu như có cái sự phù hợp với yếu tố phân tích kỹ thuật. Thí dụ trên màn hình đó là cặp tiền uh, EURUSD đúng không ạ? Tỷ giá hiện tại á thì đang giao dịch loanh quanh cái vùng support khá là cứng một chấm, xem uh, xem khoảng 1.09 chín con số round number chúng ta làm tròn. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta nhận thấy rằng là giá hiện tại thì lại đang giao dịch bên dưới đường trung bình di động 50 ngày đó là một yếu tố khá là bearish cho nên đối với lại EU hiện tại thì chúng ta có thể sẽ cần thêm cái thời gian quan sát trước khi mà đưa ra một cái nhận định mới hơn với việc cái chỉ số DXY có thể sẽ đi lên đến 104.1 thì hoàn toàn euro USD có thể sẽ xuyên thủng cái vùng hỗ trợ 1.09 này 1.09 để tạo ra một cái bear trap trước khi mà lại quay trở lại cái xu hướng tăng trưởng nha tức là giá breakout giả phía bên dưới này trước khi quay trở lại cái xu hướng tăng. Đồng bảng Anh thì sao xu hướng chính vẫn là đang tăng chúng ta nhận thấy rằng là rất là rõ ràng đúng không ạ? Với các cái đỉnh đáy ngày càng cao dần. Giá hiện tại đang pullback về cái đường trung bình di động 50 ngày và cái mà chúng ta còn thiếu bây giờ đó là một cái tín hiệu nến mua lên tại vùng này mà thôi. Nếu như tại đường trung bình di động 50 ngày này tức là vùng vùng đó khoảng 1.26 con số round number khá là đáng chú ý đúng không ạ? có thể hình thành một cái cây nến pin bar hay là các cái mẫu nến như là uh, bullish engulfing tại đây hoặc là các cái mẫu hình dạng nến tăng giá trong ngày thí dụ như là w formation hay là h and formation trong ngày trên các cái time frame như m15 phút chúng ta có thể sẽ kích hoạt cái vị thế mua lên đối với đồng bảng nha uh, usd jpy thì đang có những cái sự uh, phục hồi đúng không ạ chúng ta nhận thấy khi mà uh, đồng đô la mỹ tăng trưởng ngày hôm qua thì USDJPY cũng có cái sự tăng trưởng tương ứng Điểm đáng chú ý đó là gì ạ Cái sự phục hồi ngày hôm qua đã hoàn thành Một cái mẫu hình đó là W Formation trên biểu đồ H4 Rất là đáng chú ý Nhưng tuy nhiên thì giá đang bị kẹt trở lại Đang bị kẹt cứng bên dưới cái đường trung bình di động 50 ngày Thành ra mà nói thì với USDJPY Hiện tại cũng có thể sẽ cần thêm cái Thời gian đánh giá xem liệu rằng Có thật sự là breakout được cái Uh, đường trung bình rộng 50 ngày này hay không. Nếu như breakout được vùng này, chúng ta tìm kiếm cơ hội retest để tiếp tục mua lên. Tại vì cho đến thời điểm hiện tại thì mình vẫn thiên về một cái kịch bản là USDJPY khá là cứng trong cái bối cảnh tranh uh, lệch lãi suất của Mỹ cũng như là của Nhật đang thật sự đang vẫn rất là lớn cái vị, những cái vị thế mà bán xuống trong cái cặp tiền USDJPY nói riêng, cũng như là trên các cái cặp tiền chéo của đồng yên nói chung á, chúng ta biết rằng là đang phải chịu những cái phí giao dịch qua đêm rất là đắt. Thành ra là cái động thái mà bán xuống trong dài hạn đối với USDJPY Thật sự mà nói có thể sẽ không phải là một hành động khôn ngoan trong thời điểm hiện tại Nhưng mà tuy nhiên thì uh, chúng ta biết rằng đó là gì ạ Cái yếu tố kỹ thuật hiện tại này á, thì cũng không vẫn chưa thật sự là xác nhận Cho cái việc cặp tiền USDJPY có thể sẽ quay trở lại cái xuống tăng trưởng Chúng ta cần chờ đợi cho nó clear cái uh, mức kháng cự tại 148.5 này nha Uh, AUD cùng với lại uh, đồng đô la uh, úc với lại đô la New Zealand thì xu hướng hiện tại vẫn là xu hướng đang tăng trưởng rất là rõ. Chúng ta nhận thấy hai phiên giao dịch gần đây chỉ là cái quá trình pullback uh, trong một cái xu hướng tăng tổng thể mà thôi với các cái đỉnh đáy ngày càng cao dần đúng không ạ? Ngày hôm qua tương tự như vậy, giá tiếp tục có sự điều chỉnh pullback test trở lại đường trung bình di động 50 ngày và sau đó thì từ chối giao dịch mức thấp hơn với một cái phần dầu nến trên biểu đồ H4 khá là rõ đúng không ạ? Biểu đồ này gợi ý cho kịch bản đô la Úc có thể sẽ quay trở lại vùng đỉnh cũ là 0.6660. Tương tự như vậy, đô la New Zealand có thể sẽ quay trở lại vùng đỉnh cũ ở 0.62 phía bên trên này nha. USD CAD thì sao? Chúng ta nhận thấy rằng là có cái sự điều chỉnh tiếp tục đi xuống. Một cái xu hướng hiện tại của USD CAD thì rất là rõ ràng rồi, xu hướng ra xuống và chúng ta từng đề cập đến cái biểu đồ của USD CAD rất nhiều lần trong các các bản tin công nhận gần đây đúng không ạ? Đó là một cái mô hình uh, tam giác bị phá vỡ, giá đã xác lập cái xu hướng giá xuống rất là rõ ràng và liên tục giao dịch bên dưới đường trung bình di động 50 ngày. Ngày hôm qua thì giá test lên đường uh, MA 50 này, sau đó thì lại bị bán xuống rất là mạnh với một cái mẫu hình đó là Em uh, formation rất là điển hình ở uh, tối ngày hôm qua khi mà thực hiện cái buổi zoom online thì chúng ta nhận thấy rằng mình có đề gặp đến cái mẫu hình em formation này đúng không ạ và giá sau đó đã thật sự có cái sự điều chỉnh đi xuống uh, rất là rõ nét theo như đánh giá cá nhân của mình thì uh, USD CAD có thể sẽ còn phải tiếp tục giảm xuống nhiều nữa trước mắt sẽ clear cái vùng 1.3540 xa hơn có thể sẽ hướng về cái vùng 1.34 phía bên dưới này nha uh, thị trường vàng thì sao Ờ, trong buổi chia sẻ tối ngày hôm qua thì mình có đề cập đến rất nhiều các cái yếu tố từ các yếu tố cơ bản, yếu tố lên thị trường đến các yếu tố kỹ thuật đều support cho một cái kịch bản vàng sẽ còn tiếp tục tăng giá nhiều nữa và mình đang đánh cá về một cái kịch bản vàng có thể sẽ clear hay là phá vỡ vùng đỉnh giá đỉnh cao nhất mọi thời đại của mình là 2050, 2070 đô la một ounce là một cái vùng giá mà nó đã có bốn lần kiểm chứng trước đây nhưng đều thất bại đúng không ạ? Chúng ta nhận thấy là lần đầu là 2020, lần sau là 20 Uh, 22, lần gần đây nhất là tháng 5 2023 và thời điểm hiện tại chính là cái lần test thứ tư của thị trường vàng, liệu rằng có phá vỡ được cái vùng uh, cao nhất, vùng giá cao nhất mọi thời đại này hay không? Thì giá cá nhân của mình là những cái động lực cơ bản cũng như là liên thị trường hiện tại thì là có đúng không ạ? Tất cả các yếu tố đó đều hỗ trợ cho cái kịch bản vàng sẽ còn tiếp tục tăng cao nữa. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải có sự xác nhận của uh, của giá hay là của của phân tích kỹ thuật cái mà chúng ta cần chờ đợi lúc này nó là gì một cái sự breakout hoàn toàn cái vùng 2050 2070 này và sau đó quay trở lại retest thì đó sẽ là cái cơ hội cho chúng ta mua lên trong chung và dài hạn đối với thị trường vàng nha còn ngay lúc này đây tại cái vùng giá tại cái vùng kháng cự này chúng ta sẽ không có một cái hành động mua bán cụ thể nào. Bình thường chúng ta có thể sẽ kích hoạt cái vị thế bán xuống, nhưng bán xuống bây giờ á thì nó đi ngược hoàn toàn với các cái phân tích cơ bản cũng như phân tích lên thị trường mà chúng ta đã mà mình đã từng đề cập đến trong các bản zoom cái buổi zoom tối ngày hôm qua anh chị em có thể xem lại cái buổi zoom đó và sáng ngày hôm nay khi các bạn kỹ thuật biên tập lại trên kênh YouTube nha. Nhưng nếu như mua lên lúc này thì sao? Mua lên lúc này á thì quá vội vã tức là chúng ta đang gì ạ? đang mua tại vùng kháng cự và nguyên tắc của phân tích kỹ thuật là mua tại kháng cự nhất là một cái kháng cự cứng như thế này á là một cái hành động không thật sự là thông minh không thật sự là khôn ngoan cho nên rằng là với thị trường vàng hiện tại thì cần có những cái sự chờ đợi để cho giá thật sự clear cái vùng kháng cự này sau đó chúng ta sẽ tìm kiếm cơ hội mua lên khi giá retest trở lại nha chỉ số chứng khoán S&P 500 thì sao giá vẫn đang trong cái trạng thái chết Sideway sideways những ngày gần đây mà thôi Chúng ta nhận thấy rằng là gần như suốt cả một cái tuần qua thì S&P 500 chỉ chết Sideway sideways loanh quanh cái vùng 4.550 điểm 4.560, 4.570 mà thôi Theo như đánh giá cá nhân của mình thì S&P 500 có thể sẽ còn thêm nhiều phiên chết Sideway sideways nữa Trong cái bối cảnh thị trường có cái sự phân kỳ như thế này. Một bên thì đánh cược vào cái kịch bản Fed sẽ sớm cái giảm lãi suất vào đầu năm 2024. Thế nhưng một bên thì chúng ta lại nhận thấy có những cái lo ngại về cái việc tăng trưởng kinh tế có thể sẽ chậm lại vào cái Uh, thời điểm uh, uh, trong cái thời gian tới. Thành ra mà nói với S&P 500 thì động lượng đi lên hay đi xuống lúc này không thực sự quá nghiêng về bên nào cho nên chúng ta cần thêm có những cái thời gian đánh giá ở uh, trước khi quyết định một cái hướng giao dịch mới. Hơn nữa là về mặt kỹ thuật thì chúng ta cũng nhận thấy là giá đang đụng đến những cái kháng cự rất là quan trọng uh, Điều mà chúng ta cần uh, Cần, cần chờ đợi trong những cái ngày tới ấy, đó là một cái sự breakout hoàn toàn vùng này hay là lại tạo ra chỉ tạo ra những cái Bull trap để theo chiều hướng đi xuống đúng không ạ chúng ta cần thêm thời gian quan sát đánh giá phản ứng tại những cái vùng kháng cự này trước khi mà đưa ra một cái quyết định mua bán mới